Cảnh sát đã phát hiện một người đàn ông đã chết trong một chiếc xe van cuối đường Điều Lô, ngay trung tâm Lido Sài Gòn, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất tại Mỹ. Thi thể của một người đàn ông đã bị quăng giữa đường ở thành phố Anaheim. Người giao hàng của Best Buy đã đánh chết một khách hàng rồi châm lửa đốt. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện thoại khen ngợi người anh hùng đã chặn hung thủ trong vụ xả súng thảm sát hàng loạt vào đêm giao thừa ở California. Hãng sản xuất máy bay Boeing dự trù thuê thêm 10.000 công nhân vào năm 2023. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 28 tháng 1 năm 2023. Cảnh sát Westminster đã phát hiện một người đàn ông chết trong một chiếc xe van, đầu ở ngõ sâu khu nhà xưởng cuối đường Dillow, ngay trung tâm Lido Sài Gòn, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, vào khoảng 7 giờ tối thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2023. Có mặt tại hiện trường, một người giấu tên cho biết, người chết có tên là John. Người đàn ông có râu dài, tóc dài, ngồi phía sau xe, lưng dựa vào thành xe, phía sau ghế tài xế. Trên xe có nhiều vật dụng và quần áo để lung tung. Trên chiếc xe ven màu trắng có một hộp để đồ đạc gắn trên nóc cửa phía sau mở ra và cảnh sát đang xem xét. tại hiện trường có bốn xe cảnh sát và một xe cứu hỏa. cảnh sát không cho biết thêm chi tiết gì, nhưng xác nhận người đàn ông đã chết. vào hôm ngày 17 tháng 2 năm 2022, cảnh sát cũng phát hiện một xác chết trong xe ở cuối đường Moren. chuyển sang thông tin tiếp theo, cảnh sát Anaheim đang điều tra vụ án mạng liên quan đến thi thể một người đàn ông nằm giữa đường gần Freeway 91 vào sáng thứ Năm, ngày 26 tháng 1 năm 2023. Theo báo The Orange County Register đưa tin cho biết, thi thể nạn nhân được cảnh sát tìm thấy ở làng đường hướng Nam đường East Street gần Freeway 91 về hướng Nam vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng. Ông John McClintock, đại diện sở cảnh sát cho biết, nhân viên y tế đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng ông đã qua đời. Theo ông McClintock, cảnh sát không cho biết người đàn ông bị thương tích ra sao đã khiến ông phải thiệt mạng. Nhưng họ tin rằng ông là nạn nhân của một vụ hành hung. Một số người dân đã dừng lại để giúp đỡ nạn nhân, nhưng đã rời khỏi hiện trường trước khi cảnh sát có thể phỏng vấn họ. Ông McClintock cho biết và nói thêm rằng cảnh sát hy vọng tìm thấy những người tốt bụng đó để xem liệu họ có thể cung cấp thông tin về sự việc hay không. Cảnh sát vẫn chưa chắc chắn vụ tấn công xảy ra ở đâu. Cảnh sát chưa tiết lộ thông tin và danh tính của nạn nhân trong khi chờ thông báo cho người thân của ông ta. Chuyển sang thông tin tiếp theo, một người giao hàng của Best Buy ở Florida đã bị kết tội dùng dùi cui đánh chết một khách hàng 75 tuổi bằng búa cao su và châm lửa đốt bà. Theo hồ sơ tòa án cho biết, nghi can Hugo Gregory Lachazo, 24 tuổi đã bị một thẩm phán quận Palm Beach kết án vào hôm thứ Tư, ngày 25 tháng 1 năm 2023, về tội giết người cấp độ 1, trộm cắp và phóng hỏa, sau phiên tòa xét xử kéo dài 3 ngày. Các quan chức cho biết nghi can Lachazo là một người đàn ông khác, đã giao một chiếc máy giặt và máy sấy mua từ Best Buy đến nhà bà Evelyn Smith Udo ở Boca Raton vào ngày 19 tháng 8 năm 2019. Sau khi cài đặt các thiết bị, người đàn ông kia đi ra ngoài, trong khi nghi can La Chazo ở lại để giải thích cho nạn nhân đã nghỉ hưu cách sử dụng các thiết bị. Vài phút sau, nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng la hét của nạn nhân. Anh ta thấy bà Udo nằm trên sàn bê bết máu và gọi cho 911. Các nhà điều tra cho biết nghi can La Chazo đã bỏ trốn trong xe tải giao hàng, nhưng sau đó đã bị cảnh sát chặn lại Cảnh sát cho biết La Chazo thừa nhận đã đánh vào đầu nạn nhân, đồng thời thú nhận đã sử dụng cocaine và cần sa vào đầu ngày hôm đó. Cảnh sát tìm thấy một chiếc vồ cao su được sử dụng trong vụ tấn công và một hộp sơn pha loãng dùng để châm lửa bên cạnh thi thể của bà Udo. Các công tố viên cho biết cả hai đều có dấu vân tay của La Chazo. Các nhà điều tra cũng phát hiện ra rằng chiếc ví của bà Udo đã bị xáo trộn, cho thấy hành vi trộm cắp là động cơ dẫn đến vụ tấn công chết người này. Các luật sư bào chữa đã không phủ nhận việc Lachazo tấn công người phụ nữ lớn tuổi, nhưng họ lập luận rằng vụ giết người không được tính toán trước hay cố ý, và bác bỏ lời khai của bên công tố rằng bị cáo có động cơ tham lam. Một trong những người con trai của nạn nhân đã có mặt trong phòng xử án khi bản án có tội của nghi can Lachazo được công bố đã khiến anh phải rơi nước mắt. Chuyển sang thông tin tiếp theo, Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm thứ Năm ngày 26 tháng 1 năm 2023 gọi điện thoại khen ngợi người anh hùng đã chặn hung thủ trong vụ xả súng thảm sát vào đêm giao thừa ở Monterey Park. Người anh hùng có tên là Brandon Say đã can đảm đoạt vũ khí từ tay hung thủ xả súng hàng loạt vào đêm thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 thời điểm mà người gấp Á chuẩn bị đón giao thừa Tết Quý Mão 2023 ở Monterey Park, California, Tổng thống Biden ca ngợi Brandon Say và nói rằng xin cảm ơn cậu đã có hành động đáng nể phục, dám đối mặt với nguy hiểm. Tổng thống Biden đã dành thời gian gọi điện thoại để cảm ơn Brandon Say, một chuyên viên lập trình 26 tuổi, với tay không cướp súng của hung thủ, để cứu sống vô số mạng sống của nhiều người khác. Tổng thống Biden nói rằng, tôi nghĩ cậu vẫn chưa nhận ra rằng, cậu đã làm được biết bao nhiêu điều cho rất nhiều người, thậm chí họ chưa bao giờ biết cậu, nhưng tôi muốn tất cả mọi người biết nhiều hơn về cậu. Đó là tính cách của người Mỹ, chúng ta không bao giờ lùi bước mà bước lên gánh vác trách nhiệm. Tổng thống Biden nói rằng, tôi nghĩ cậu vẫn chưa nhận ra rằng, cậu đã làm được biết bao nhiêu điều cho rất nhiều người, thậm chí họ chưa bao giờ biết cậu nhưng tôi muốn tất cả mọi người biết nhiều hơn về cậu. Đó là tính cách người Mỹ. Chúng ta không bao giờ lùi bước, mà bước lên gánh vác trách nhiệm. Tổng thống Biden hãnh diện nói với Brandon Say. Trước khi gắt máy, Brandon Say đã yêu cầu Tổng thống Biden mang công lý cho nước Mỹ. Tổng thống Biden đáp lại rằng tôi sẽ tận sức. Brandon Say đang quản lý vũ trường của gia đình tại Alhambra, thì hung thủ Trần Hữu Cần, tay súng 72 tuổi, đã bắn chết ít nhất 11 người và làm bị thương 9 người khác tại một vũ trường khác ở Monterey Park. Bước vào định tiếp tục nổ súng. Trong một cuộc phỏng vấn với ký giả Anderson Cooper của đài CNN, thanh niên 26 tuổi cho biết, sau khi lấy hết can đảm, anh đã lao vào hung thủ chỉ với tay không để tước vũ khí. Khi nghe thấy tiếng lên đạn và nhìn thấy kẻ đột nhập, tôi nghĩ rằng, thôi rồi, mình sẽ chết đây là dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Brandon Say đã nói với ký giả Cooper cho biết, nhưng rồi có cái gì đó xảy ra, một thoáng suy nghĩ can đảm ập đến với tôi. Một sức mạnh tràn tới, tôi nhào ra. Brandon Say chia sẻ cuộc giằng co dành cây súng có cảm giác dài vô tận, mặc dù chỉ diễn ra chưa đầy một phút. Brandon Say chia sẻ cuộc giằng co dành cây súng có cảm giác dài vô tận, mặc dù chỉ diễn ra chưa đầy một phút. Chuyên viên lập trình này cho biết, khi cố gắng đẩy nòng súng ra khỏi mình và cửa phòng khiêu vũ, Brandon Say đã bị hung thủ liên tục đắm vào mặt và vào đầu. Thống đốc Gavin Newsom đã đến tận nhà để ngợi khen và gọi Brandon Say là anh hùng. Thành phố Alhambra sẽ vinh danh Brandon Say vào dịp Tết Nguyên đáng 2023, được tổ chức vào Chủ nhật tới ngày 29 tháng 1 năm 2023 tại địa phương. Chuyển sang thông tin tiếp theo, hãng sản xuất máy bay Boeing dự trù thuê 10.000 công nhân vào năm 2023, đáp ứng tình trạng phục hồi sau đại dịch COVID-19 và gia tăng sản xuất máy bay. Tuy nhiên sẽ cắt giảm một số công việc hỗ trợ, Boeing thông báo vào hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng 1 năm 2023, theo Reuters cho biết. Trong năm 2022, Boeing đã thuê khoảng 14.000 công nhân Nâng tổng cộng số nhân lực công ty lên con số 156.000 vào ngày 31 tháng 12, từ mức khoảng 142.000 nhân viên vào năm 2021. Boeing sử dụng khoảng 136.000 công nhân tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Boeing thừa nhận sẽ cắt giảm nhân sự trong một số khâu hỗ trợ, một phương cách nhằm cho phép hãng sắp xếp các nguồn lực tốt hơn để hỗ trợ phát triển kỹ thuật và sản phẩm hiện tại. Hãng máy bay từ chối bình luận về việc sẽ cắt giảm bao nhiêu việc làm vào năm 2023. Hầu hết sự tăng trưởng sẽ diễn ra ở lĩnh vực cung cấp máy bay thương mại để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các hãng hàng không. Boeing có kế hoạch tăng số lượng giao máy bay hành khách loại 737 Max từ 374 chiếc vào năm 2022 lên đến khoảng 450 trong năm nay. Với số lượng giao hàng của loại 787 dự kiến sẽ đạt từ 70 đến 80 máy bay. Airbus, đối thủ châu Âu, cho biết, trong tuần này họ có kế hoạch tăng thêm 13.000 nhân viên trong năm nay. Khoảng 7.000 trong số những công việc đó được thiết lập là những vị trí mới được tạo ra, với khoảng 9.000 người mới được tuyển dụng, có trụ sở tại châu Âu. Boeing sắp đạt mức lực lượng công nhân có trước đại dịch COVID-19 ở mức 161.000 người vào cuối năm 2019. Boeing sắp đạt mức lực lượng công nhân có trước đại dịch Covid-19 ở mức 161.000 người vào cuối năm 2019. Trong năm dịch 2020, lực lượng lao động giảm xuống còn khoảng 141.000 nhân viên sau khi Boeing tuyên bố cắt giảm việc làm